anh em là có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Fireball, nạp các bác trong store, thầy thuê, tại khó, leo rent, hãy liên hệ Zalo mình 0976 782 982. Cảm ơn em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay làm clip build team anh em. Mình sẽ build team full Sharpshooter anh em. Tất cả các thủ Sharpshooter ha. Thì ạc này có con Bertit là sẵn trong đội hình rồi này anh em. Nó là B rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho từ từ đi ha. Đầu tiên sẽ tiếp tục sẽ là con CB. CB thì sẽ dùng con dân Vero nha anh em. Thì nói chung mình cái ạc này có sẵn cái gì mình sẽ cho vô sẵn cái đó ha. Ok, tiếp tục là con CB. CB thì không có con gọi là Sharpshooter CB anh em ơi. Để mình xem có con gì đây nè. Có con là BK Dagger nè. Con RBS Cyan nè. Hình như có con CDM Ferdinand thì phải, mình thấy con Ferdinand anh em. Đây anh em, đây. Có con CDM Ferdinand. Ok anh em. Cũng được anh em. Mình cho chú CB anh em, không sao hết. Tại vì nó xuất thân từ CB mà. Đó. Tiếp theo là RB. RB sẽ dùng con SCN. Đó. Ok, SCN thì miễn phí rồi anh em ha. Quá ngon rồi. CM. CM thì dùng con Socrates. Đó, một con hàng cũng khá đắt đỏ anh em. Cam. Cam thì dùng con Zogbet. Đấy, Zogbet thì mình mới review cho anh em ha. Anh em nào muốn coi review thì có thể vô kênh mình coi lại ha. Tiếp tục CM nha anh em. CM thì một con hàng Ray là Macarile. Đó, Macarile nha anh em. Tiếp tục RW. RW có hai con. Con Hagi và con Michael Owen. Thì mình sẽ để con Michael Owen ở bên cánh này đi. RW đi. Có thể là mình sẽ đổi con Hagi con kia. ST. ST thì có con Barnett. Con Barnett thì khá rẻ anh em, thật sự là khá rẻ. Thì có thể Barnett mình sẽ up lên khoảng 10 để mình đá anh em ha. Đấy, bây giờ mình cho con Hagi qua bên đây. Đây, Hagi đây. Đấy, Hagi. Thì ok anh em, mình đã hoàn thành cái team gọi là team full sự kiện Sharpshooter nha anh em. Thì RK không có anh em. RK không có thì dùng đỡ con Vandal xa nha. Nói chung là build cho đẹp đẹp thôi. Thì anh em có thể lấy một hai con ở trong đây là để mình cho vô đội hình cũng được. Nói chung là mình build full để mình test thôi. Test một vài con cho anh em thôi, nó cho đẹp đội hình thôi. Đó, ok anh em, thì vô giờ mình vô thực chiến nha anh em. Mình đã hết chưa hết để xem như thế nào ha. Bây giờ mình vô trận đấu đầu tiên nha anh em. Để xem cái đội hình full Sharpshooter đó như nào. Đó, nó còn một số con nữa mà mình không có cho vô, không có mua nè. Đó là Alacero nè, con Rivando, hoặc là con Vieri. Nói chung là có nhiều lắm nè. Nhiều ạc này có gì làm nó đi nè. Đó, còn mấy con đó thì mình sẽ mua về review sau cho anh em ha. Thì nhìn chung cái ạc này cũng là một số con ngon mùa rẻ cho anh em xài á. Đó, thì mình sẽ test cho anh em ha. Ok nè, thì bây giờ mình vô trận đấu đi để xem đá như nào. Đây, là Rainer. Nguy hiểm quá. Messi. Quả đi bằng khá nhanh của Messi. Hay lắm, Panes. Hagi. Không được. Vẫn còn. Ôi, trận đấu mà có là trận chấp khá quyết liệt anh em. Đấy, Hagi, tốc độ của Hagi. Đi bắn qua rồi. Hagi. Sút. Bao. Tuyệt vời anh em. Một phạt đột phá cá nhân của Hagi anh em. Đó, từ bên cánh đi vào. Một phạt đột phá nhân. Và đã mở tỷ số, đó là Hagi. Hagi mình cho qua là tập tiêu nha anh em. Còn có Michael Owen thì cho qua là tập tiêu. Đó, mình đổi cánh rồi. Tại vì con Hagi mình chưa có up lên anh em. Nên mình cho nó qua kia để nó tỷ số nó tốt chút. Hay lắm, một tít. Michael Owen. Mình là Michael Owen. Tốc độ của Michael Owen. Đi bắn qua rồi. Vẫn còn. Nhìn xuống, Zogbet. Không được. Một pha đi bắn kia cái nhân của Zogbet nhưng mà không thành công. Có vẻ như trận đấu này đã như vậy khá dễ thế này. Một tít thì bao. Ở đâu? Không được. Một pha phản công. Alessandro. Messi. Tốc độ của Messi. Messi. Mình thay thế con Lippmannen anh em. Lippmannen thay bằng con Makele rồi. Makele nó thấy hơi chậm nè. Hơi chậm chút. Nhưng mà cho con Lippmannen vô rồi. Con là mò nha anh em. Hay lắm. Bên con. Các bạn này có những pha thì còn rất là kỹ thuật anh em. Đấy. Dùng kiểu rất nhiều. Asian, The Rainer, không được, phạm lỗi rồi. Quay bằng của The Rainer mà mình đã phạm lỗi rồi. Chứ phải rồi, nguy hiểm quá. Sút, không được, mình đã không qua hàng rào rồi. Mình đã về tay của Van der Sar, phải công nhận. Vẫn còn đánh đầu hay lắm. Một tiếp, chuyển đi, đúng rồi. Van Ness,
đi bắn tốc độ của Bonnet. Bonnet 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 không được rồi, một pha có ý đồ nè. Bonnet mà quay lại truyền thọc khe cho bên cánh chạy xuống là ngon quá rồi. ASEAN trận đấu được diễn ra khá tốc độ nè. Best Michael Owen, đó là Michael Owen bắt nó không được rồi. Một pha vài cá hay của Bele The Rainer chuyển xuống cho Messi không được. Bỏ tiết Michael Owen không được, phát bàn rồi. Thì vừa kết thúc anh em, thì số là 1-0 nha anh em. Bàn thắng duy nhất của Hagi anh em, một pha đột phá như của Hagi. Để mình sang hiệp 2 để xem đã như nào. Thì nhìn chung là cái hàng gọi là gì ta, cái hàng tiền đạo mình là những con hàng ngang ngon bộ rẻ không anh em. Thật sự đa số là ngon bộ rẻ không à, không có con nào là làm ắt bắt tiền đó. Có con Rewindow ST nhưng mà mình không có mua anh em. Đó, mình không mua. Không sao, chơi ngon bộ rẻ được. Messi, một pha đoàn Messi hay quá anh em ơi. Messi tiếp tục. Messi sẽ làm gì đấy? Messi quá là hàng bên nhân này, quá hàng được phá bên nhân. Và đó Messi nên chuyền cho đồng đội mình hay hơn. Hagi qua đội vẫn còn là cơ đồ quen. Bonnet tiếp chạy quá. Bonnet đi bắn đi. Bonnet chỉ qua sút bao, đó là Hagi em, là Hagi, một cú đúp cho Hagi đâu em, tuyệt vời. Một đường chuyền tưởng như là vô hại em, tưởng như là vô hại nhìn vô ngay chân của Hagi đấy, một pha dính bàn không khéo của hậu vệ đối phương, dính bàn ngay chân của Hagi này, ngay chân của Hagi, và Hagi đã chấp phải cơ nâng tỷ số lên 2-0 và một cú đúp cho Hagi, tuyệt vời, phạm lỗi rồi. Best đúng rồi. Lipmanen vẫn còn. Sokrates đúng rồi, hay lắm. Hagi chuyển xuống Sokrates. Sokrates sút vào, tuyệt vời em. Sokrates em tuyệt vời, một pha chuyển của Hagi quá hay cho Sokrates băng xuống và đi bằng kỹ thuật vào vòng cấm và ghi bàn em, tuyệt vời. Quá không rồi, quá tuyệt vời em, quá không rồi, quá hay, một trận đấu quá hay của Hagi em. Có lẽ đội bạn đã không kịp phản ứng trong trận đấu này rồi, dù đã cầm bàn rất tốt này đấy. Anh đã chờ đấu bạn rồi, hay lắm Hagi. Và test không được rồi, một pha chuyển nhanh nhưng không thành công rồi, vẫn còn Alan Shearer bắt bàn tiếp rồi. ASEAN Hagi không được, chuyển nhanh đã không thành công rồi, nguy hiểm quá. Alan Shearer chuyển xuống Bele sút vào, 3-1 rồi em ơi, 3-1 rồi. Một pha dàn xếp ghi bàn rất hay của đội bạn Bele, đã bằng xuống rất chống chạy, pha ở xa đấy lên không kịp nha, pha này lên không kịp rồi. Một cú sút nó rất là hiểm hóc của Bele, nó đúng đắn tỷ số chỉ còn 3-1. Sokrates Hagi không được rồi, một pha phối hợp với Sokrates và Hagi đã không thành công, hay lắm. Best Sokrates vẫn còn. Bonnet Owen sút quá nhẹ nè, cú sút khá nhẹ của Sokrates có lẽ hơi với rồi, không phải là Bonnet anh em, cú sút Bonnet anh em ơi. Bonnet Alan Shearer, Alan Shearer vẫn là Alan Shearer, một pha đi bàn khá được vàng của Alan Shearer vẫn không qua được hậu vệ mình, hay lắm. Không được rồi, một pha mấy mất bàn của hậu vệ đâu bạn. Hết giờ nè, sút bóng một em, tuyệt vời anh em. Trận đấu này hai gì đã hay quá anh em ơi, hai gì đã ghi một cú đúp anh em ơi, quá tuyệt vời. Để cho anh em bây giờ mình sang trận đấu thứ hai ha, để xem cái đội hình này đã như nào đây. Nhìn chung được mấy con đắt giá này, như con Best này, con Sokrates này, còn Ferdinand và con Bertis. Nói chung một đội hình đắt giá, một đội hình gọi là ngon bộ rẻ cho anh em. Anh em phải mua về sạch. Hagi chứ một con là đi khá là ngon bộ rẻ cho anh em, nhưng mà anh em có con gọi là Michael Owen Ray rồi, có thể anh em sử dụng của nó nhiều hơn. Bonnet không được, một quả bàn không thành công của Bonnet rồi. Một tít Lipmanen tít không được, chuyển xuống á không được rồi, quả chỉ có lẽ không được hợp tỷ của Bertis rồi, nguy hiểm quá. Đi đây đó quá chỉ quá sút vào, đó là Henry tuyệt vời nè, tuyệt vời. Pha này thì khó mà tránh khỏi rồi, một pha thắng rồi. Pha này quá phản công nhanh quá hay rồi, có pha chỉ cho Henry hay quá nè, mà cái này quá chống chạy rồi, không ghi bàn nữa thôi luôn đó. 1-0 rồi, không sao em, cứ bình tĩnh. Hagi Lipmanen hay lắm. Bonnet vẫn còn. Bonnet đi bắn qua rồi. Bonnet nó không tìm vào, đi bắn vẫn còn, hay lắm. Được phát cá nhân Bonnet không được rồi em ơi,
và đột phá cho cậu bạn Nes cũng thành công rồi. Blood, mặt trên Blood không được. Angry. Tiếp bên Nen. Hãy bình tĩnh lại nè, bình tĩnh lại. À, Hagi. Đúng rồi, hay lắm. Không được rồi con. Đúng rồi Hagi, chuyển vào. Đánh đâu, không được. Đánh đâu. Quả chuyển vào của Hagi nhưng không thành công rồi. Hay quá, bỏ tiếp. Mình đang dùng để tấn công anh em. Barnes. Mới được phải giữ bằng khá được vẻ của Barnes. McLuhan. Không được. Có lẽ mình đang bế tắc trong tấn công này rồi. Bế tắc rồi chắc phải chơi tắt cả đánh đầu thôi. Bế tắc quá rồi. Bây giờ những pha đi bằng không thành công rất nhiều. Tỷ số của nó là 1-0 vì đội bạn trước này mày. Trận đấu này hơi bế tắc rồi. Để từ lại kiểm soát bất lợi từ anh em ơi. Hay lắm, còn anh Flabat không thành công rồi. Một pha phạm lỗi của Lippanen rồi. Blood. Mình là Blood. À, đá phạt. Và chỉ đá phạt ha, đá phạt. Sút. Không được, một pha sút ra ngoài rồi. Trận đấu này mình đang gọi là khá bế tắc trong tấn công anh em. Nhưng mà kiểm soát banh lại từ anh em. Tìm ra được kế sách thôi. Hagi. Từ đó, Best. Đúng rồi, Hagi. Barnes. Hagi, cánh kìa, đúng rồi. Socrates. Best. Lippanen. Sút, không vào. Đó anh em. Từ tiếp cận cũng thành anh em. Phải quá nguy hiểm. Đó, phải nguy hiểm đầu tiên anh em. Từ anh em, chỉ vào. Đánh đâu. Vào. Gót Best anh em. Gót Best. Quỷ không cao. Nhưng mà đánh đầu rất là nguy hiểm anh em. Sóc bét anh em, đó là sóc bét. Trọng dĩ khá tốt anh em. Không ngờ. Sóc bét lùm mà đâu mà lao tới anh em. Ấy, đánh đầu. Không ngờ. Sóc bét đã ghi bàn trước số của... Ấy, một đều anh em, một đều rồi. Trước khi hiệp một kết thúc, mình đã gỡ hòa một đều anh em. Bây giờ mình sang hiệp 2 ha. Để xem cơ hội này đã như nào đây. Ấy. Nhìn chung là hiệp 1 mình hơi bế tắc xíu nè. Nhưng mà mình đã chỉnh tĩnh lại. Từ lại anh em. Ok anh em, tiếp tục thôi. Vẫn còn Henry. Còn rồi. Hay lắm. McLuhan. Barnes. Vẫn còn. Lippanen. McLuhan. Vẫn là McLuhan. Barnes. Socrates. Socrates. Đúng rồi, chỉ quá. Essien. Sẽ làm gì đây Essien? Chỉ vào. Ở đâu? Vào. Lại là Socrates anh em. Tuyệt vời. Một cú đúp đánh đầu của Socrates. Không ngờ. Robert tuy không cao nhưng đầu rất là lợi hại anh em. Ghê chưa? Đánh đầu nó chính xác. Đấy, một đường truyền nhí đặt cho Robert ghi bàn. Quá trúng trải anh em, pha này không ghi bàn là uổng quá anh em. Đánh đầu ra ngoài thôi luôn á. Tỷ số là 2-1 anh em ơi. Tuyệt vời. Một cú đúp cho Robert rồi. Đấy, Robert anh em nào chưa xài nên trải nghiệm anh em. Đã review cho anh em rồi đó. Anh em có thể coi lại clip cũ anh em. Không bao. Một pha bay rất đẹp của Barca anh em. Tuyệt vời anh em, tuyệt vời. Thành công rồi. Thì bao. Đánh đâu? Đúng rồi, hay lắm, còn. Vẫn còn, Lippanen. Lippanen. Barnes. Barnes. Lippanen, chỉ xuống, Barnes đúng rồi, Barnes hay lắm. Barnes, ra đi, ra đi. Qua banh. Vẫn còn. Trời ơi. Chuyển qua dốc bếp bên kia là ghi bàn rồi, vẫn còn. Sút, không vào. Một dọc con em, nguy hiểm quá. Đánh đâu? Không vào. Trời ơi, nguy hiểm quá, em nguy hiểm quá. Mình liên tiếp với những pha nguy hiểm anh em. Trời ơi, sút vừa rồi của Lippanen là chút một nhập nữa. Lippanen có vẻ sút xa cực tốt anh em ơi. Nhưng mà chút một nhập rất hơi nhiều, hơi đen. Quá đen là trận đấu đen rồi. Thì pha mình đã hay quá anh em. Thì pha mình rất là sấp lại đội hình lại đó. Đó, mình đá lại tốt rồi đó. Henry. Hay lắm, Rốt ba. Huy đang kẹp vô. Không được, nguy hiểm quá. Đến đâu? Wow. Mắc kê lê. Hai đều rồi. Một pha sai lầm anh em, hai đều rồi. Sai lầm rồi, hai đều rồi anh em ơi. Một trận đấu cũng khá hay anh em, cũng khá hấp dẫn á. Đấy, một pha bằng số đất hay của Mắc Khê lên. Thôi trái vừa thôi mình ghi bàn là ngon rồi. Chút một dọc anh em, đen thật. Hơi đen, McLuhan. Socrates, McLuhan. Hagi. Vẫn là Hagi. Vẫn còn Socrates. Đúng rồi, Best. Lippanen nữa. Xuống đi, không bao. Nguy hiểm em, trời ơi, cái đó nguy hiểm quá, cô to quá hay,
Không ngờ của tôi nó hay quá, bắt nó hay quá em. Nó đâu? Không vào. Phở đi đăng em, phở đi đăng. Không thể tin được em. Hai pha nguy hiểm liên tiếp, phút 89 rồi. Trời ơi. Ghi bàn là tính biết trận đấu rồi anh em ơi. Đen quá anh em ơi. Hết giờ rồi anh em ơi. Xui rồi, xui rồi, xui rồi. Asian, đúng rồi. Phở đi đăng. Sao đó test. Hagi. Vẫn còn Barret. Hết giờ anh em. Trời ơi. Trận đấu này là hơi khai mà đã hay quá anh em. Hay quá mà hơi đen anh em. Hơi xui. Không may mắn rồi, là không may mắn. Thì ok anh em, thì hôm nay mình làm một đợt là full sự kiện Star Shifter cho anh em ha. Nói chung là có một số con đã cũng khá hay, khá ổn, khá tốt anh em. Thì mình sẽ review từ từ cho anh em ha. Đó, nói chung là mình chỉ lấy nên lấy một hai con trong đây thôi. Chứ đã full đội hình này thì mình hơi đuối anh em. Hơi đuối anh em ha. Thì ok anh em, hôm nay làm clip review đội hình full Star Shifter cho anh em ha. Thì GK nó không có thì tạo con Vardasa hay con nào đó cũng được. Thì cho anh em thấy clip thì hay thì nhớ like, share cho mình nha anh em. Còn anh chưa đăng ký, đăng ký ủng hộ nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.